quý vị có biết không, Hiếu Hiền tuy không có cái chiều cao được tốt lắm, nhưng mà cảm ơn hai Úc đã cho các con có Hiếu Hiền có chiều cao mơ ước. Đó là cái điều mà mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Mọi người có biết nỗi sợ lớn nhất của người làm cha làm mẹ là gì không ạ? Đó chính là nuôi con lớn nè, chăm con khỏe mạnh nè, con cao hay là dạy con ngoan, học hành giỏi giang. Không phải đâu, tất cả đều sai hết. Nỗi sợ lớn nhất của những người làm cha làm mẹ chính là con không làm được những điều mà con mơ ước. Mà nguyên nhân là do đâu? Do chính chúng ta, những người làm cha làm mẹ. Trước thì cũng chỉ vì cái phần tự ti, phần nào về chiều cao của mình thôi. Vẫn cứ động viên mình là lùn, nhưng mà vẫn có ung người yêu thích. Không có. Nhưng từ khi có Hiếu Nhân, rồi có bé Kim Hậu, bây giờ làm bố của ba đứa bé rồi, thì thực sự là vợ chồng Hiếu Hiền rất lo sợ một điều là con sẽ lùn giống mình, là con sẽ mất đi rất là nhiều cơ hội trong tương lai, rồi những cái mơ ước của các con sẽ bị dừng lại một cách rất là uổng phí bởi cái chiều cao khiêm tốn thôi. Rồi năm 9 tuổi á, thì lúc đó là con đi học thì cô giáo có hỏi con điều gì không? Dạ có, cô giáo hỏi con á là sau này lớn lên con có ước mơ gì. Con nói á là con muốn làm diễn viên chính. Xong rồi cái mấy bạn cười con, mấy bạn nói con là chỉ đóng được vai 7 chú lùn thôi. Con buồn quá. Con buồn hả? Trời ơi, cái đó là chuyện của một năm trước rồi. Còn bây giờ con sau khi một năm, giờ con là 10 tuổi rồi, sau khi con uống hai ốc thì bây giờ con cảm thấy như sao? Dạ con cảm thấy vui lắm. Tại vì á, con uống là con cào lên mà con vô trường với mấy bạn, con không dám ai, không ai dám chơi luôn, lùn luôn. Đó là chuyện một năm về trước rồi, còn bây giờ là con cao hơn rồi đúng không? Dạ. Con được quyền chê các bạn khác lùn hơn. Dạ. Rồi còn Kim Hậu sao? Kim Hậu uống hai ốc thì thấy như sao? Dạ con thấy nó vừa ngon, nó vừa cao, nó vừa thơm mà kẹo nữa, con thích lắm ba. À vậy hả? Rồi vừa rồi là ba vô trong trường, vô lớp của con á, thì ba thấy là cô có nói với ba là Kim Hậu soi mấy bạn nam là coi như con cao là giống như là nhất nhì của lớp luôn, soi mấy bạn nam luôn á ha. Vui không? Quý vị có thấy không, cho dù Hiếu Hiền không có được cái chiều cao tốt nhất, nhưng mà hai Úc đã giúp cho các con có Hiếu Hiền có được cái chiều cao mơ ước, và đây chính là bảo bối tăng chiều cao của gia đình Hiếu Hiền. Bí quyết giúp cho các con cao lớn, con tăng đều từ 3 đến 5 phân chỉ sau 3 tháng, mà hàng triệu triệu bố mẹ trong và ngoài nước truyền tài nhau. Đó, nhà Hiếu Hiền là hộp lớn hộp nhỏ của hai Úc đều luôn có sẵn trong nhà. Chưa hết, nếu mà đã đặt á, nếu mà hết rồi đã đặt á, thì đặc biệt là khi mà khuyến mãi lớn á, là hai chồng sẽ canh làm sao canh me để đặt luôn một thùng luôn cho nó tiện. Đã hai bé lớn đang uống, mấy đứa bé út chưa đủ tuổi cũng ráng cho nó từ cho kịp tới tuổi rồi cho nó uống, tại vì nó chưa đủ 3 tuổi mà. Vì chỉ có hai Úc mới đem lại hiệu quả tuyệt vời đến như vậy. Dòng sữa phát triển chiều cao từ Hoa Kỳ này với nguồn canxi nó vô cơ và hoàn toàn là đến từ tự nhiên, không có gây lắng cặn nè, cũng không có gây dư thừa tồn động canxi. Các con phát triển chiều cao một cách rất là tự nhiên, chỉ sau 3 đến 6 tháng con chắc chắn sẽ tăng đều từ 3 đến 5 cm. Đặc biệt là những gia đình có bố mẹ bận biểu, ít có thời gian chăm con, nhà đông con, san sát tuổi nhau như này thì hay ấp đúng lòng sự lựa chọn tuyệt đối, rất là tuyệt vời ha, tối ưu và dành cho tất cả những việc đơn giản trong cái việc mà chăm con. Dòng sữa công thức cao cấp 3 trong 1, vừa là sữa dinh dưỡng nè, vừa là dưỡng chất phát triển trí não, vừa là sữa tăng chiều cao, quá tiện lợi đúng không ạ? Hay ướp nè, thơm ngon, chất lượng đến giọt cuối cùng, uống là mê, uống là phê và uống là thích. Uống hay ướp không lo con bị béo phì, vì hay ướp chỉ tập trung phát triển phần chiều cao cho các con thôi. Do các bé thấp còi nhẹ cân thì có thể tăng nhẹ vài cân, con phát triển đồng đều cả cân nặng và chiều cao, đó mới là điều rất là thích. Con phát triển cân đối và toàn diện. Yên tâm là hay ướp không chứa bất kỳ một thành phần độc hại nào dành cho trẻ em hết. Không lo con bị dậy thì sớm, cũng không lo con bị táo bón, bị tiêu chảy, vì hay ướp có thành phần sữa non cực kỳ rất là tốt cho hiệu quả của các trẻ. Hay ướp được Bộ Y tế Hoa Kỳ và Việt Nam công nhận, vượt qua hàng trăm cuộc kiểm nghiệm rất là gắt gao trước khi bố mẹ hoàn toàn yên tâm đặt kinh niềm yên tâm vào sản phẩm này. Quý vị cứ yên tâm nha, hai Úp là có được các giấy chứng nhận an toàn, giấy cấp phép lưu hành của Bộ Y tế, cùng hàng ngàn giải thưởng như là cúp đã chứng nhận được sản phẩm uy tín và chất lượng của hãng hai Úp ở tại Việt Nam. Bây giờ sao, hai đứa tụi con đói bụng chưa? Dạ rồi, muốn uống sữa hai Úp. Rồi, giờ pha liền luôn nha. Dạ.
đầy hả? Rồi, không mình cứ theo liều lượng thôi chứ không đầy gì hết trơn á. Thì chừng nào đói thì từ bữa nay mình uống, ví dụ như là 2 ly thì không thấy chưa đủ thì mình cứ việc uống 3 ly. Đó. Đó. Mọi người thấy không? Thấy chưa? Các bé nhà mình rất là mê và thích, mê hay ấp lắm, hương vị thơm ngon. Nói chung là chinh phục được mọi vị giác của các khách hàng nhí khó chịu này lắm luôn á. Đó, trẻ con mà nó thích thì nó uống à, còn không thích là giống như là giật lộn cho nó luôn á, ép tụi nó uống cũng không chịu uống đâu. Nói chung là nó ngậm ngậm rồi nó phun ra nào mình cũng đâu biết. Nhưng mà còn hai ướp là có thành phần á 100% từ tự nhiên, nó kết hợp với hương vani thơm ngon cho nên nó là dễ uống. Đó, đây là con tự khóa đi. Phải lên cho đều lên nha. Ha, đó, không hề bị gây cũng không hề vậy, bị giống như là ngấy giống như cái dòng sữa bột khác, cho nên là rất dễ uống ha. Bây giờ để ba pha cho tụi con nha. Mình chỉ cần là từ 3 cho đến là 4 muỗng gạt ngang thôi là đủ rồi. Đó. À, đây từ từ để mà quậy lên. À, đây. Đó là phải quậy đều lên nha. Rồi uống, cái này nó không có nóng lắm đâu. Uống được rồi đó. Uống đi, được rồi đó. Ngon không? Để uống mà sạch thèm uống trời. Uống đi. À, uống gần hết chưa? Trời ơi, làm hết luôn hả? Ngon không? Rồi, để đây chút xíu nữa. À, ít nhất phải là từ 3 tiếng sau mình mới uống nữa nha. Đó, quý vị có thấy không? Nói chung là pha cái ly nào là hết đi đó. Rất là dễ uống, thơm ngon. Banda thấy sao Banda? Dạ, con thích lắm luôn. Tại vì á con uống đó, là con dừa cao nè, thơm ngon nè. Mấy cô chú nhớ mua cho các bạn uống nha. Đó, thấy chưa? Bởi vậy mới nói ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép cho con uống sữa bao giờ, đúng không? Cô chú á, nhìn bé Nhân với bé Hậu đi. Nhà Hiếu Hiền là bây giờ là thấy biết được liền. Các con thật sự rất là thích thú như thế nào với học hai ấp. À, nè, mới chỉ có 3 tháng dùng hai ấp thôi mà nói chung là các bé đều cao, nó cao vượt trội lên. À, lên tới mấy cm luôn á. À, còn Banda thì lên được 4 cm, còn em thì cũng đâu kém đâu, cũng được 3 cm. Vừa rồi đo xong tự nhiên đi khám sức khỏe, đo xong mình cũng thấy bất ngờ lắm luôn á. Mà có điều mình thấy mình hơi vui vui đó chính là anh Banda sắp cao gần bằng mình rồi. Rồi mai mốt đi không biết ai anh ai em luôn á chứ. Nói chung cái điều là các con lớn hẳn lên nè, nói chung là khỏe mạnh hẳn luôn nè. Rồi ai cũng khen là giống như là vợ chồng hiền khéo tay chăm con, rồi nói chung là nghe ai cũng khen cảm thấy mình khoái lắm. Mà đâu ai biết là chỉ nhờ có mỗi hai ướp thôi. Một ly hai ướp là bằng 100 bữa thức ăn và canxi dưỡng chất, bằng 10 ngày uống canxi thúc đẩy tăng chiều cao, bằng 1 tháng luyện tập thể dục thể thao cho các con. Uống một ly hai ướp là uống được sự an tâm, uống được sự phát triển chiều cao bền vững và tự nhiên. Các con của Huyền đã uống hai ướp, các nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng khác như là chị Cát Tường nè, Vân Hugo nè, Thanh Hương nè, Trang Moon nè đã cho các con uống hai ướp, và hàng triệu ba mẹ trên toàn đất nước Việt Nam, từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây đã cho con uống hai ướp và cảm thấy là con cao lớn, cao thêm 3-5 cm dễ dàng. Thì các bạn còn lo lắng gì nữa và nghi ngờ gì nữa để mà không mua ngay lập tức cái sữa hai ướp này cho các bé nhà mình dùng. Một người nói hiệu quả, hay 10 người, hay thậm chí 100 người nói tốt còn có thể là nghi ngờ. Chứ còn đây là hàng triệu bố mẹ đã lên tiếng rồi, đã phản hồi rồi. Thì giúp thực sự là hiệu quả và tốt cho sự phát triển chiều cao, trí tuệ cho các con. Đâu còn nghi ngờ như nó đúng không ạ? Trẻ em như bức, như mầm, muốn thành cây tốt phải chăm sóc đều. Đó, muốn con cao lớn thì phải đầu tư. Nhưng mà đầu tư đúng chỗ, đúng lúc, đúng cái thì sẽ đem lại hiệu quả cho tất cả các con. Đầu tư cho các con vào hay úp chỉ có một lần chứ không bao giờ có lỗ nha các ba các mẹ. À, chăm nghe không bằng một thấy, mà dạng lời quảng cáo không bằng một lần thử. À, các bố mẹ thấy không? Đó, hai đứa con hiểu về đây. À, Hiếu Nhân, đây là Kim Hậu. Đó, bố mẹ mua ngay hay úp cho các con uống đi. Con cao, con lớn, con thông minh, nhanh nhẹn thì sẽ thấy được Hiếu Hiền nói không bao giờ sai một chút nào. Hai ấp thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình Hiếu Hiền cũng như là hàng triệu gia đình trên toàn đất nước Việt Nam này. Cao tự nhiên nhưng không tự nhiên mà cao, chỉ có thể là hai ấp. Đây là dòng sữa cao cấp phát triển chiều cao cho trẻ em số 1 Hoa Kỳ. Cao cấp chất lượng từ hương vị cho đến chất sữa, độ hiệu quả đến tính an toàn tuyệt đối dành cho trẻ em. Đó, hai con uống
thấy rồi đúng không? Mỗi ngày chỉ cần cho các con uống từ 2 đến 3 ly hay úp như thế này thôi, bảo đảm con phát triển toàn diện, thông minh cao lớn, con tăng đều từ 3 đến 5 cm chỉ sau 3 tháng. Và với hai úp các con sẽ cao lên khoảng chừng 1m7, 1m8, có thể là 1m9 như những gì mà các bạn mong ước. Cao như hoa hậu, cao như siêu người mẫu. Với hai úp các con có thể là ăn ngon, ngủ tốt và hứng thú nhất công việc học, là vì trí não và thể chất của các con được phát triển rất cách rất là toàn diện. Và với hai úp, việc nuôi con trở nên rất là dễ dàng, đơn giản quá, cha mẹ chăm con cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thanh thản, mà các con vẫn có thể cao lớn thông minh. Các gia đình đông con như nhà Hiếu Hiền thì hai úp xuất hiện như là một vị cứu tinh. Thực sự là chưa bao giờ mà vợ chồng Hiếu Hiền là cảm thấy là việc nuôi con ba đứa con là rất là dễ dàng rất nhẹ nhàng luôn. Và đặc biệt là hai úp phá tan rào cản, là người Việt Nam thấp bé, chiều cao khiêm tốn. Hai úp thay đổi chiều cao cho cả một thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta. Muốn phát triển chiều cao toàn diện, muốn con tăng ngay từ 3 đến 5 cm chỉ sau 3 tháng, muốn con ăn ngon, ngủ tốt, cao lớn phỏng phao mỗi ngày, thì hãy dùng ngay hai úp duy nhất trong video này của Y Huyền. Các bố các mẹ sẽ mua được hai úp với giá cực kỳ ưu đãi. Chưa bao giờ và chưa bao giờ hai úp lại khuyến mãi cực lớn như thế này nha các bố mẹ. Một chương trình khuyến mãi bơm tấn, mua 2 hai úp tặng ngay một hộp canxi Unico trị giá là 590 ngàn đồng. Mua 3 hộp sữa hai úp tặng một hộp hai úp và tặng thêm một hộp canxi Unico. Mua 4 hộp sữa hai úp tặng 2 hộp sữa hai úp và tặng thêm một hộp canxi Unico. Mua 5 hộp sữa hai úp tặng ngay 2 hộp hai úp và tặng thêm một hộp canxi Unico, cùng với voucher giảm giá đến 350 ngàn đồng, trừ trực tiếp vào các hóa đơn của các ba các mẹ ngày hôm nay nha. Đặc biệt là khi mua từ 8 hộp sữa hai úp trở lên sẽ tiết kiệm được tới 2 triệu đồng. Mua càng nhiều khuyến mãi càng lớn đó các con, là nhất quà tặng thật là chất và rất là hiệu quả. Nhanh tay để lại số điện thoại hoặc gọi đến hotline trên màn hình để đặt được sữa hai úp chính hãng. Cứ gọi lên tổng đài trên màn hình là chắc chắn sẽ có quà, chắc chắn có hàng nha quý vị nha. Các con không cao không lớn lúc này thì còn lúc nào nữa, ba mẹ thì bận biểu, nay tìm ra bí quyết chăm con cách rất là siêu nhàn, siêu hiệu quả mà khuyến mãi lớn như này, không đặt mua thì còn lúc nào, còn đợi lúc nào nữa, đúng không? Đừng để chiều cao ảnh hưởng đến tương lai của các con, dùng để các con rơi vào hoàn cảnh giống như mình, chỉ vì không có chiều cao tốt mà bỏ lỡ nhiều những cái cơ hội trong tương lai. Uống hai úp là cao, uống hai úp là lớn, con bị dị ứng đạm bò, uống hai úp rất là tốt. Con dễ bị tiêu chảy, bị táo bón khi uống sữa bột ngay hay úp. Hệ tiêu hóa nè, đường ruột của các con được cải thiện một cách rất là hiệu quả. Con sợ uống sữa, ghét vị sữa, uống ngay hay úp thơm ngon đến giọt cuối cùng, các bé nào cũng thích. 10 bé thì cả 10 bé đều mê vị sữa còn hay úp này. Ưu đãi chỉ có ngày duy nhất trong video này của Hiếu Hiền thôi. Nhanh tay gọi đến hotline trên màn hình để nhận ngay ưu đãi cực sốc của hay úp. Hiếu Hiền có nói hay đến mấy mà các bố các mẹ không hành động ngay bây giờ, không mua ngay hay úp cho các con uống thì con đợi đến lúc nào nữa? Không có gì thay đổi hết, con bạn cũng sẽ không cao lên được. Đặt ngay hai úp hôm nay, ngày mai các con sẽ cao lớn. Các con ơi, dạ. Uống hai úp là mê, uống hai úp là phê, con cao lớn, tự tin vững bước tương lai.